Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay thứ Năm ngày 6 tháng 12 năm 2012, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bắc Bộ nắng ấm đến cuối tuần, trong khi miền Trung được dự báo là sẽ đối mặt với khô hạn nghiêm trọng từ đợt đại hạn năm 2010. Công an thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận tội phạm cướp giật trên địa bàn thái độ hung hãn, táo tợn đến mức dã man, đồng thời đề nghị thưởng 5 triệu đồng cho người bắt được cướp. Gặp người trồng thuốc nam cuối cùng của làng Đại Yên, Hà Nội, trong bối cảnh đô thị hóa, những mảnh vườn trồng thuốc nam dần nhường chỗ cho các công trình xây dựng. Tin quốc tế, người dân New York bức xúc trước việc tờ báo lá cải New York Post đăng ngay trên trang nhất hình ảnh một người đàn ông bị kẹt dưới đường ray tàu điện ngầm khi tàu đang chờ tới. Bệnh viện nơi vợ hoàng tử Anh William đang chữa trị vì bị ốm nghén vừa trở thành nạn nhân của một cú điện thoại lừa đảo nhằm khai thác thông tin về công nương Kate. Mở đầu với những thông tin về bão số 9, cơn bão Bofa. Ngay sau khi đi vào Biển Đông, từ chiều qua đến ngày hôm nay, bão số 9 đã di chuyển chậm lại, thậm chí có lúc đứng yên trên vùng biển giữa quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Tuy nhiên, theo nhận định của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, nhiều khả năng bão sẽ quay trở lại Trường Sa rồi suy yếu trên biển. Và tạm thời trong vòng 3 đến 4 ngày tới, khu vực đất liền nước ta sẽ không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào hồi 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc, 116,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 240 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Hiện bão đang di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, có lúc trách hẳn về phía Bắc với tốc độ rất chậm là khoảng 10 km một giờ, có lúc đứng yên, sau đó có thể mạnh thêm một chút. Đến 16 giờ ngày 7 tháng 12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc, 115,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440 km về phía Đông Nam. Theo nhận định, bão số 9 có hướng di chuyển khá phức tạp. Mặc dù hiện tại đang di chuyển chậm, nhưng trong 3 đến 5 ngày tới, không loại trừ khả năng sẽ quay lại vùng biển phía Nam Trường Sa. Vì vậy, tàu thuyền hoạt động trên vùng biển từ 8 đến 15 độ Vĩ Bắc vẫn phải tìm nơi trú tránh an toàn. Lực lượng Bộ đội Biên phòng các tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tiếp tục kêu gọi và hướng dẫn tàu thuyền không nên chủ quan trước tốc độ của bão. Cũng theo dự báo, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ là khu vực an toàn trong 3 đến 5 ngày tới. Riêng Nam Trung Bộ cần đề phòng khả năng chịu ảnh hưởng của bão. Lúc này bão có độ xoay lớn, cuốn ra ngoài nên không thể gây mưa cho Trung Bộ. Còn tại Philippines, đến thời điểm này, hãng tin Reuters dẫn nguồn chính phủ cho biết số người chết do bão Bofa đã tăng lên gần 350 người, trong khi hơn 400 người khác hiện vẫn đang mất tích. Điều đáng nói ở đây là nhiều người trong số đó lẽ ra đã không phải bỏ mạng. Tỉnh Cospotela Valley, miền nam Philippines, là nơi có nhiều thương vong nhất trên cả nước, với hơn 150 người thiệt mạng. Song đây cũng là nơi chứng kiến những câu chuyện sống sót kỳ diệu nhất. Ngày hôm nay, các nhân viên cứu hộ đã giải cứu thành công một cụ ông 77 tuổi sống sót nhờ uống dừa. Trước đó vào ngày hôm qua, người ta cũng tìm thấy một bé trai 3 tuổi. Em bé đã sống sót kỳ diệu sau 24 tiếng đồng hồ bị mắc kẹt trong đống đổ nát và bùn lầy. Liên tiếp những tin vui đã cổ vũ cho tinh thần lạc quan của lực lượng cứu hộ và cả người dân địa phương. Tuy nhiên, có một thực tế không thể phủ nhận rằng không ai cũng gặp may mắn. Nhìn vào lịch sử các mùa mưa bão của Philippines với hàng nghìn người thiệt mạng mỗi năm, con số gần 350 người chết không phải là lớn. Thiệt hại đã được giảm thiểu nhờ vào sự hợp tác của người dân và nỗ lực của chính quyền địa phương. Và đây cũng là cách một số người dân đón bão. Tại Puerto Princesa, thủ phủ tỉnh Palawan, không khí đón Giáng sinh vẫn không hề trùng xuống, cho dù cảnh báo của phòng khí tượng địa phương được đặt ở mức báo động cao nhất. Tôi có nghe qua thông tin trên TV, song tôi không biết có bão đổ bộ vào hay không. Tôi không rõ lắm. Bão Bofa đã đổ bộ vào cách đó không xa, thị trấn Rosas của Palawan, với sức gió lên đến 130 km một giờ. Song chỉ 600 người trong tổng số 60.000 cư dân sinh sống ở khu vực này tuân theo lệnh di tản của chính quyền. Năm nào bão tố cũng gây thiệt hại nặng nề về người và của ở Philippines, và con số người chết chắc chắn sẽ không dừng lại nếu con người tiếp tục thờ ơ và thiếu cảnh giác trước thiên tai.
Tiếp tục với các thông tin trong nước, tại các tỉnh miền Bắc, sau những ngày nhiệt độ xuống mức thấp, nhiều nơi có rét hại, thì ngày hôm nay, nhiệt độ ban ngày đã tăng trở lại. Đi cùng với đó, tại nhiều tỉnh thành, nắng xuất hiện từ sớm và kéo dài đến chiều tối, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt của người dân. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nắng ấm sẽ còn kéo dài tại Bắc Bộ cho đến cuối tuần này. Nhiệt độ ghi nhận được lúc 13 giờ trưa nay tại Hà Nội là 23 độ, tăng hơn 3 độ so với ngày hôm qua. Đây cũng là mức nhiệt phổ biến tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Riêng các tỉnh miền núi do yếu tố địa hình nên nhiệt độ không tăng mạnh, vẫn giữ ở mức dưới 20 độ. Mặc dù không đạt được mức nhiệt kỷ lục như đợt nắng nóng đầu mùa đông và nửa cuối tháng 11, cũng như sự chênh lệch nhiệt độ không lớn, nhưng do nắng xuất hiện từ sớm và kéo dài đến chiều tối, nên người dân cũng cảm thấy ấm hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. Thời tiết hôm qua thì tôi cảm thấy là lạnh hơn so với hôm nay thì thời tiết ấm lên rồi. Sáng nay là một ngày đẹp trời, có thể đi chơi được. Hôm nay thì thời tiết đã ấm, mà thuận lợi cho cuộc sống thì hơn hôm qua. Hôm nay thấy thời tiết là nó nắng lên, xong mà cái thời tiết, cái không khí để nghe đi bộ ở đây nó thoải mái lắm, chứ nó không như hôm qua. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nguyên nhân một phần là do khối không khí lạnh đã bao trùm toàn bộ khu vực miền Bắc và bắt đầu suy yếu. Tuy nhiên đây không phải là hiện tượng hiếm gặp, vì thông thường vào đầu mùa đông, giữa các đợt lạnh xen kẽ từ có các đợt nắng nhẹ và nhiệt độ tăng dần trước khi có đợt không khí lạnh mới tác động. Khi mà bộ phận không khí lạnh mạnh xuống miền Bắc Việt Nam gây nhiều mây, thậm chí có mưa. Sau khi nó xuống mạnh và nó đẩy xuống toàn bộ cái mây, nó đẩy xuống phía Nam thì trên cao bắt đầu nó là cái vùng phân kỳ, vùng quang mây. Cho nên là cái chuyện mà có cái trực xạ trực tiếp từ mặt trời xuống các khu vực miền Bắc, thậm chí kể cả Bắc Trung Bộ là cũng là không có gì đặc biệt cả. Song theo các chuyên gia khí tượng, hiện tượng trời quang mây sẽ như con dao hai lưỡi. Ban ngày trời sẽ nắng ấm do ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp. Ban đêm bức xạ nhiệt mặt đất sẽ diễn ra mạnh, nhiệt độ giảm nhanh, tạo ra cảm giác rét buốt và khô hanh. Sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn lên tới gần 10 độ C giữa ngày và đêm có thể ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của con người, đặc biệt là người già và trẻ em. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, nắng ấm sẽ kéo dài đến cuối tuần này và chỉ chấm dứt khi vào ngày 10 tháng 12, áp cao lạnh có khả năng tăng cường lệch đông và chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mùa mưa năm nay ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ kết thúc sớm, tổng lượng mưa trong các tháng đều thiếu hụt so với trung bình nhiều năm. Vì vậy, các chuyên gia cảnh báo, khu vực miền Trung Tây Nguyên rất có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ khô hạn nghiêm trọng như đợt đại hạn năm 2010. Trong mùa mưa lũ năm 2012, trên các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên đã xảy ra 6 đợt lũ vừa và nhỏ, ít hơn nhiều so với trung bình nhiều năm. Bên cạnh đó, dòng chảy trung bình tháng đều nhỏ hơn trung bình nhiều năm khoảng 50%, một số nơi lên đến 70%. Do đó, đến cuối tháng 11, các hồ chứa thủy lợi trên hầu hết các tỉnh Trung Bộ đều thiếu hụt từ 20 đến 50% so với dung tích thiết kế, có nơi thiếu hụt tới 80%. Theo các chuyên gia thủy văn, trong các tháng mùa khô năm 2013, dòng chảy trên các sông từ Hà Tĩnh cho đến Bình Thuận thấp hơn từ 40 đến 50%. Năm nay cũng không trừ trường hợp là có khả năng tức là nó cũng có xảy ra cái trường hợp tức là khô hạn và thiếu nước như năm 2010, và cũng cần đề phòng năm 1997-98 là năm có khô hạn rất lớn xảy ra trên diện trên toàn quốc. Để đảm bảo nguồn nước cho vụ lúa đông xuân, các địa phương cần có kế hoạch sản xuất linh động và sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hợp lý trong cả sản xuất và sinh hoạt. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành nghị định về mức lương tối thiểu theo vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức thuê mướn lao động. Theo đó, mức lương tối thiểu áp dụng cho các vùng sẽ cao hơn mức lương hiện nay từ 250.000 đến 350.000 đồng một tháng. Cụ thể, mức lương tối thiểu sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2013 và được chia theo các vùng như sau. Vùng 1 tăng từ 2 triệu đồng một tháng lên 2 triệu 350.000 đồng một tháng. Vùng 2 tăng từ 1 triệu 780.000 đồng một tháng lên 2 triệu 100.000 đồng một tháng. Vùng 3 tăng từ 1 triệu 550.000 đồng một tháng lên 1 triệu 800.000 đồng một tháng. Và vùng 4 tăng từ 1 triệu 400.000 đồng một tháng lên 1 triệu 650.000 đồng một tháng. Nghị định cũng khuyến khích các doanh nghiệp trả lương cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu vùng. Ngoài ra, mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề, kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề, phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 8 diễn ra vào ngày hôm nay, vấn đề được nhiều đại biểu và cử tri thành phố quan tâm nhất chính là tình hình gia tăng tội phạm cướp giật trên địa bàn trong thời gian gần đây. Trả lời chất vấn, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận, trong tháng 11, tội phạm trên địa bàn có xu hướng tăng nhẹ, song thái độ hung hãn, táo tợn đến mức dã man. Theo báo cáo của Công an thành phố Hồ Chí Minh thì năm nay số vụ phạm pháp giảm nhưng số vụ việc nghiêm trọng lại gia tăng, gây hoang mang bức xúc trong nhân dân. Ông Phan Anh Minh thừa nhận, tình hình tội phạm năm 2012 diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng sử dụng vũ khí như ở các tỉnh miền Bắc đang lây lan vào thành phố Hồ Chí Minh. Trước mắt, lực lượng công an sẽ tăng cường tuần tra trên các tuyến đường, phối hợp chặt chẽ hơn ở những vùng giáp ranh, những vùng đang bị chia cắt như tuyến Nguyễn Văn Linh. Công tác quản lý địa bàn cũng cần được nâng cao đối với các hộ kinh doanh, cư trú để loại trừ nơi ẩn náu, tụ họp gây án của tội phạm. Để động viên người dân tham gia phòng chống tội phạm, Công an thành phố hiện đang xây dựng kế hoạch, quy chế thực hiện quỹ phòng chống tội phạm. Trong đó sẽ có mức thưởng nóng 5 triệu đồng cho ai bắt được cướp. Đồng thời sẽ trang bị hệ thống phần mềm để tất cả các trường hợp vi phạm, hình sự, tệ nạn sẽ được thống kê đầy đủ từ cơ quan điều tra, hệ thống xử phạt đến trung tâm cai nghiện, nơi sinh hoạt, được công bố định kỳ hàng tháng, không để xảy ra tình trạng đẩy án, giấu án như trong thời gian qua. Đây được xem là những giải pháp quyết tâm ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trong 4 năm từ 2008 đến 2012, toàn thành phố Hà Nội đã xảy ra 300 vụ cháy nổ, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do sự cố điện. Đây là thông tin được đưa ra tại lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Tổng Công ty Điện lực Hà Nội. Theo cam kết của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội thì các đơn vị sẽ kiểm tra nghiêm ngặt an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hệ thống lưới điện, trạm biến áp, các thiết bị sử dụng điện, cơ sở sản xuất kinh doanh và khu dân cư toàn thành phố, đặc biệt tập trung vào việc khảo sát, cải tạo hệ thống điện đối với các tuyến đường dây, khu vực tiêu thụ điện chưa đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật có nguy cơ dẫn đến cháy nổ. Lực lượng chức năng nhận định hiện tại hệ thống lưới điện còn rất nhiều bất cập, dễ dẫn đến hiện tượng quá tải gây chập cháy. Bên cạnh đó thì người dân còn thiếu kiến thức về an toàn phòng cháy trong sử dụng các thiết bị điện. Thông tin thêm về vụ nổ khí ga nghiêm trọng tại nhà máy ga An Dương thuộc khu công nghiệp Khai Sơn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ngày hôm nay trao đổi với phóng viên VTC14, Đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết sự cố bất ngờ này không có dấu hiệu tội phạm. Hiện tại lực lượng chức năng đang chờ kết quả giám định của Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự Bộ Công an để có kết luận cuối cùng. Nguyên nhân ban đầu được nhà máy An Dương đưa ra là trong quá trình nạp ga từ xe bồn sang các bình nhỏ, bất ngờ ga bị rò rỉ ra ngoài gây sự cố, thiệt hại thống kê ban đầu lên tới 4 tỷ đồng. Còn theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, đến thời điểm hiện tại chỉ còn 4 công nhân phải ở lại điều trị. Hầu hết các nạn nhân khác đều đã ra viện trong tình trạng ổn định. 3 bệnh nhân điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia bắt đầu có dấu hiệu phù nề do tổn thương bỏng. Tuy nhiên bác sĩ nhận định đây là diễn biến bình thường và không có dấu hiệu nguy hiểm. Vào khoảng 12 giờ đêm qua, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại vũ trường Gold Club lớn nhất thành phố Cần Thơ. Vụ cháy đã làm 4 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng. Ngọn lửa phát ra từ khu vực giữa vũ trường rồi nhanh chóng lan ra xung quanh khiến hơn 100 khách phải bỏ chạy. Do nội thất bên trong vũ trường làm bằng vật liệu xốp cách âm, cách nhiệt dễ cháy nên phải đến khoảng 3 giờ sáng nay, lực lượng chữa cháy thành phố Cần Thơ mới dập tắt hoàn toàn được ngọn lửa. Theo nguồn tin ban đầu thì vào thời điểm trên có một nhóm thanh niên tổ chức sinh nhật đốt pháo hoa cầm tay. Nguyên nhân cháy có thể là do pháo hoa bén lửa vào cây thông Noel trang trí bên trong vũ trường. Ước tính thiệt hại ban đầu do vụ hỏa hoạn gây ra lên tới 5 tỷ đồng. Trước đó vào năm 2007 thì vũ trường này cũng đã từng bị cháy. Lần đó hỏa hoạn tuy không gây thương vong về người nhưng gây thiệt hại vật chất hơn 2 tỷ đồng. Liên quan đến việc cao tốc nghìn tỷ cầu Rẽ Ninh Bình bị lún, Tổng Công ty Đường Cao tốc Việt Nam thuộc Bộ Giao thông Vận tải đã lên tiếng xin lỗi các chủ phương tiện và cơ quan quản lý vì sự cố này, đồng thời yêu cầu lãnh đạo hai đơn vị trực tiếp quản lý tuyến cao tốc kiểm điểm vì đã chậm trễ khắc phục sửa chữa lún gây mất an toàn. Việc mặt đường cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình bị lún được Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam khẳng định đã tiên lượng từ trước và phân công nhiệm vụ cụ thể, nhưng hai công ty liên quan đã chậm trễ xử lý các điểm lún hư hỏng trên tuyến. Đơn vị này yêu cầu lãnh đạo công ty vận hành và bảo trì đường cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình và ban quản lý dự án đường cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình kiểm điểm trách nhiệm. Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam cũng gửi lời xin lỗi tới các chủ phương tiện, các cơ quan quản lý về chậm khắc phục hư hỏng gây ảnh hưởng đến sự an toàn phương tiện lưu thông. Cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình được đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng, hiện xuất hiện 2 điểm lún dài khoảng 705 mét, mặt đường hư hỏng nghiêm trọng. Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam cam kết quý 1/2013, khi hiện tượng lún chấm dứt sẽ tiến hành thảm nhựa mặt đường hai đoạn này.
Nếu như trước kia người ta vẫn sợ giặc đói, giặc dốt, thì nay tại không ít nơi, người dân lại sợ giặc rác, đặc biệt là tại các vùng nông thôn. Rác thải nông thôn thực sự đã trở thành vấn nạn khi nước ta chưa có cơ chế chính sách cũng như một sự đầu tư thích đáng cho vấn đề này. Kêu gọi cộng đồng cùng chung tay thu gom rác thải, không những làm sạch xóm làng mà còn tạo công ăn việc làm cho người dân trong lúc nông nhàn là mô hình được áp dụng tại xã Giao Hà, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định từ nhiều năm nay. Từ nhiều năm nay, người dân xóm 9 xã Giao Hà đã quen thuộc với những âm thanh này. Những chiếc xe rác tự chế len lỏi vào tất cả các ngõ nhỏ, từ xóm trên, làng dưới. Nếu như trước kia, rác thải sinh hoạt được mang vứt thẳng ra con sông trước nhà, thì nay, ông A cũng như hàng trăm hộ dân ở đây đã biết thu lại chờ những xe gom rác đi qua. Trước đây thì bà con vứt bừa bãi, một số bà con vứt bừa bãi ra sông ra vệ đường. Như thế là sau khi tôi thì là từ nhà tôi thì rác thì tôi đào cái hố rồi đến đâu tôi bỏ hố này rồi tôi đắp hố kia. Là một xã nghèo của tỉnh Nam Định, dân trí lại thấp. Trước kia công tác vệ sinh chưa được chú trọng. Xã Giao Hà đã từng là một điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Người dân thường xuyên bị mắc bệnh hô hấp, viêm da, thậm chí là cả truyền nhiễm. Từ năm 2007, Hội Phụ Nữ xã đã thành lập đội chuyên đi thu gom rác, bao gồm 24 người, là những chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó đến nay, mọi chuyện cũng đổi khác. Chúng tôi cũng vận động bà con nàng xóm là gọi là giờ chúng tôi đi gom rác thải thì muốn cho nó sạch làng, sạch xóm, sạch thôn thì chị em bà con đem rác ra để cho chúng tôi xu môi trường cho nó sạch. Sau một ngày làm việc, những chiếc xe rác này được tập kết về đây và được cọ rửa sạch sẽ để chuẩn bị cho những vòng quay mới. Làm cho mọi người dân phải đồng bộ, đồng thuận và họ hiểu, chung tay góp sức và coi cái sự nghiệp bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn dân. Chỉ có như vậy thì cái công tác bảo vệ môi trường mới thực hiện tốt được. Theo khảo sát sơ bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay ở nước ta, hầu hết các xã nông thôn đều có hoạt động thu gom rác. Tuy nhiên, các địa phương lại không có nguồn tài chính để duy trì việc thu gom một cách đều đặn. Vài ngàn đồng phí đóng góp của người dân không đủ để duy trì hoạt động thu gom rác. Mô hình cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường tại xã Giao Hà có thể coi là một cách làm thành công. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng người dân Giao Hà hiểu rằng trước khi có cuộc sống ấm no, thì môi trường sống cần phải trong sạch. Đó cũng chính là một trong những tiêu chí quan trọng để Giao Hà đi lên xây dựng nông thôn mới. Thời gian gần đây xuất hiện thông tin cho rằng có đỉa trong sản phẩm mì tôm đã khiến nhiều người tiêu dùng hoang mang. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa lên tiếng bác bỏ những thông tin này với những lý giải cho thấy đỉa không thể tồn tại trong mì ăn liền. Theo Cục An toàn Thực phẩm, về mặt lý thuyết, việc trong mì tôm có đỉa là hoàn toàn không hợp lý, bởi sản phẩm này được sản xuất theo quy trình công nghệ khép kín với những yêu cầu nghiêm ngặt về đảm bảo an toàn thực phẩm. Cụ thể, các cơ sở sản xuất để tạo ra sản phẩm mì tôm cần phải trải qua công đoạn hấp chín ở 100 độ C và chiên trong dầu ở nhiệt độ 150 độ C. Mì sau khi chiên xong được chạy qua hệ thống quạt để làm nguội, sau đó được phân loại và phải qua hệ thống kiểm tra chất lượng trước khi đóng gói. Ngoài ra, các chuyên gia về thực phẩm cũng cho rằng đỉa và các vi sinh vật không thể phát triển trong những thực phẩm đã được chiên khô và gói kín như mì tôm. Trước đây cũng từng xuất hiện tin đồn có đỉa trong các sản phẩm khác như sữa, Bim Bim. Cục An toàn Thực phẩm đều bác bỏ những thông tin này. Sáng nay, lực lượng chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội kiểm tra và phát hiện gần 30 tấn thực phẩm ôi thối tại địa bàn huyện Thường Tín. Kiểm tra trong hai kho đông lạnh của công ty trách nhiệm hữu hạn Thảo Nguyên trụ sở tại 180 phố Ga, thị trấn Thường Tín, cơ quan chức năng phát hiện hơn 20 tấn châu bò đã sơ chế. Ngoài ra còn phát hiện hơn 6 tấn mỡ và da châu bò tại các kho khác đã có dấu hiệu bốc mùi. Chủ lô hàng này là Nguyễn Xuân Điệu sinh năm 1970, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội. Theo lời khai ban đầu thì toàn bộ số chân châu bò sau khi sơ chế sẽ được đóng bao bì nhãn mác để cung cấp cho các nhà hàng tại thành phố Hồ Chí Minh để làm lẩu, còn mỡ bò sẽ dùng cho các thiết bị bôi trơn. Làng Đại Yên Hà Nội vốn được biết đến với nghề trồng cây thuốc nam. Gần 1.000 năm, những người dân trong làng từng tự hào là những ông lang, bà lang chữa bệnh. Nhưng ngày nay trong cơn lốc đô thị hóa, những mảnh vườn trồng thuốc nam dần nhường chỗ cho các dự án xây dựng.
làng Đại Yên bây giờ chỉ còn vài người già bám trụ với nghề. Với họ, trồng thuốc là để gìn giữ nghề tổ tiên và là hoài niệm về một vùng đất nổi tiếng thuở nào. Bà Nguyễn Thị Quế bắt đầu một ngày bình thường bên khu vườn nhỏ của gia đình. 85 tuổi, bà Quế có gần 80 năm gắn bó với cây thuốc nam. Vì thế, bà không chỉ thông thạo cách chăm sóc, đặc tính chữa bệnh của từng loại cây, mà còn có thể nghe kể bệnh để bốc thuốc. Cây cà thuộc dược, chữa về hen suyễn. Cây này là cây cối xay thì là chữa về tiểu tiện đái buốt. Hai cây này là tác dụng như thế. Là người làng Đại Yên, bà Quế cũng như hầu hết những cao niên còn sống trong làng đều thuộc nằm lòng các loại cây thuốc nam. Từ cả nghìn năm trước, ngôi làng này đã nổi tiếng bởi nghề trồng cây và bốc thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, những năm gần đây, ở Đại Yên có nhiều nhà cao tầng hơn. Bê tông sắt thép đã khiến những vườn cây lá thuốc xanh non dần bị thu hẹp và biến mất. Người ta chẳng còn mặn mà với cái nghề vất vả, cầu kỳ mà lại thu nhập thấp này. Và cũng như những nghề thủ công truyền thống khác ở Hà Nội, nghề làm thuốc nam ở làng Đại Yên dần bị mai một, quên lãng. Cái tuổi thanh niên bây giờ lại các cô lại thích đi làm, các cô lại không thích đi kiếm lá. Bây giờ còn một ít những người vị như tôi là tuổi già già thì chúng tôi vẫn đi, thì chúng tôi vẫn ham về cái tuổi cái nghề đất của các làng Đại Yên, nên chúng tôi vẫn bám để cái truyền thống của cái làng Đại Yên nó nổi lên. Người làng thuốc bây giờ vẫn gắn bó với nghề. Cây thuốc vẫn được bán tại cổng làng. Tuy nhiên, thuốc không phải được trồng trên mảnh đất nghìn năm nữa. Chúng được họ tìm kiếm, nhặt nhạnh từ khắp các miền quê. Thực ra mà nói thì tôi thì phải cố giữ cái chỗ này. Là thứ nhất là trồng cây để cứu người, người ai bệnh tật thì cứu. Thế còn mà bán đi thì nói thật với cô, bán trước bán sau hết sau. Thì thôi cứ để giữ này mà thứ nhất là mình lao động cho nó khỏe. Mà lại có đồng gia đồng bào hàng ngày thu hoạch cái lá này nó cũng vui. Chứ còn tôi cũng không tha thiết bán đất, tôi cố giữ. Vẫn biết có cắt hết cả vườn cây thuốc để bán cũng không thể bằng bán đi một góc vườn. Nhưng bà Quế vẫn quyết tâm giữ lại. Dù lẻ loi giữa những âm thanh sôi động của thành phố, nhưng với những người như bà, nơi đây như một nốt trầm hoài niệm. Một nơi để nghĩ về mảnh đất từng nghìn năm gắn bó với nghề y. Chuyển sang các tin tức quốc tế, mặc dù đường bay dự kiến của tên lửa Triều Tiên không hề hướng tới bất cứ khu vực nào ở thủ đô Tokyo, nhưng ngày hôm qua chính phủ Nhật Bản đã cho triển khai hệ thống tên lửa Patriot tại đây nhằm ngăn chặn tên lửa phóng vệ tinh của Triều Tiên trong trường hợp tên lửa này rơi xuống lãnh thổ Nhật Bản. Trước tuyên bố đường đi của vệ tinh lần này tiếp tục hướng về phía nam, tương tự đường đi của vệ tinh mà Triều Tiên đã phóng hồi tháng 4 vừa qua. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã gấp rút bố trí triển khai một số hệ thống tên lửa Patriot PAC-3 ở khu vực quanh thủ đô Tokyo nhằm đánh chặn tên lửa mang theo vệ tinh của Triều Tiên nếu nó đi vào lãnh thổ Nhật Bản, đe dọa tới tính mạng và tài sản người dân nước này. Hôm nay, các hệ thống tên lửa đánh chặn PAC-3 cũng đã được đưa tới đảo Miyako thuộc tỉnh Okinawa của Nhật Bản trên một con tàu vận tải quân sự. Ngoài ra, ba tàu trục Meiko, Konko và Tekai đã rời cảng Sasebo vào sáng nay và đi đến các vị trí chiến đấu ở biển Hoa Đông và biển Nhật Bản. Nhiệm vụ của các tàu khu trục này là theo dõi đường bay của tên lửa và tiêu diệt khi cần thiết. Tên lửa tầm xa SM-3 trang bị trên các tàu khu trục nói trên có khả năng tiêu diệt tên lửa đạn đạo bên ngoài khí quyển nếu nó bị mất tốc độ hoặc bay trực hướng đã định. Từ hôm 3 tháng 12 tới nay, hàng loạt các tổ chức truyền thông ở Ai Cập tuyên bố ngừng hoạt động hoặc không phát hành ấn phẩm báo chí nhằm phản đối bản hiến pháp mới gây tranh cãi của chính phủ Tổng thống Morsi. Sau khi 11 tờ báo ngừng phát hành, ngày hôm qua đã có ít nhất 3 hệ thống truyền hình tư nhân ở Ai Cập đồng loạt ngừng phát sóng. Không ít tờ báo nước này đã lên tiếng phản đối gay gắt bản dự thảo hiến pháp đầy tranh cãi. Thậm chí có tờ báo còn đăng bức biếm họa với hình ảnh một tờ báo mang hình người bị xích trong phòng giam với dòng chú thích: một bản hiến pháp đã hủy bỏ nhiều quyền lợi và xiềng xích tự do, nói không với chế độ độc tài.
Chúng tôi muốn gửi đi thông điệp rằng giới truyền thông, báo chí cũng là thành phần của các quyền lực chính trị nhưng lại đang bị giáng một đòn mạnh bởi bản hiến pháp mới này. Chúng tôi đấu tranh cho sự tự do. Vậy mà giờ đây, dưới chế độ mới này, nhu cầu của chúng tôi đã bị phớt lờ. Đây là động thái mới nhất trong hàng loạt các hành động phản đối Tổng thống Mohamed Morsi. Người tuần trước đã ban sắc lệnh mở rộng quyền lực của ông và vội vã thông qua một bản dự thảo hiến pháp khi Ai Cập vẫn đang ở giữa một cuộc chiến về chính trị và ý thức hệ. Hiến pháp mới đã bị chỉ trích vì không bảo vệ các quyền cơ bản của người dân và còn mở đường cho việc triển khai các luật Hồi giáo hà khắc. Tiếp theo là một số tin vắn quốc tế đáng chú ý khác. 3 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một cơn lốc xoáy quét qua khu Auckland, thành phố lớn nhất New Zealand ngày hôm nay. Cơn lốc xoáy càn quét trong 5 phút, quật đổ hàng loạt cây cổ thụ, cuốn phăng nhiều mái nhà, hất tung nhiều phương tiện giao thông. 3 nạn nhân thiệt mạng khi đang làm việc tại một công trường xây dựng. Sau cơn lốc, nhiều tuyến đường giao thông đã phải đóng cửa, các chuyến bay bị trì hoãn. Cơ quan dự báo thời tiết New Zealand cho biết, trong vài giờ tới, có thể một cơn lốc xoáy lớn khác sẽ tràn vào Auckland. Đêm qua, một trận động đất có cường độ 5,5 độ Richter đã xảy ra ở thành phố Bojan, miền đông Iran, làm ít nhất 8 người thiệt mạng và 12 người bị thương. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra lúc 20h30 phút tối qua theo giờ địa phương, với tâm chấn khá nông ở độ sâu hơn 5 km. Hội chữ thập đỏ Iran đã phái 15 nhóm cứu hộ đến những vùng bị ảnh hưởng và cảnh báo con số thương vong còn có thể tăng lên. Hồi tháng 8, hai trận động đất 6,4 và 6,3 độ Richter xảy ra ở miền tây bắc Iran, khiến hơn 300 người chết và 3.000 người bị thương. Còn tại Bolivia, một chiếc phà bị chìm tại hồ nước ngọt Titicaca ở phía tây Bolivia làm 11 người chết, trong đó có 3 trẻ em và nhiều người mất tích. Có 9 người đã được cứu sống. Theo lực lượng hải quân Bolivia, khi xảy ra tai nạn thương tâm này, trên phà chở 26 người, gồm học sinh và giáo viên đang quay trở về đất liền sau khi tham dự lễ phát bằng trên một hòn đảo. Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang tiếp tục. Theo cảnh sát địa phương, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn có thể là do phà chở quá tải. Cảnh sát thành phố New York, Mỹ ngày hôm qua đã bắt giữ và tạm giam nghi phạm đã đẩy một người đàn ông 58 tuổi xuống đường ray và khiến người này thiệt mạng. Vụ việc không chỉ khiến dư luận bất bình trước hành vi của nghi phạm, mà còn gây ra một làn sóng phẫn nộ trên cộng đồng mạng và cả người dân New York đối với một nhiếp ảnh gia tự do, người đã chứng kiến vụ việc nhưng lại bình tĩnh chụp ảnh thay vì lao đến cứu người. Nạn nhân là ông Ki Suk-han, 58 tuổi, người Mỹ gốc Hàn Quốc. Theo hình ảnh từ băng video an ninh, ông Ki Suk-han đang cố trấn an một người đàn ông đứng la hét thì bị người này đẩy xuống đường ray. Vụ việc có lẽ sẽ không gây được nhiều sự chú ý nếu như nó không xuất hiện ngay trên trang nhất của tờ New York Post số ra ngày 4 tháng 12. Bức hình do một tay máy tự do tên là Auma Abbasi chụp được và bán cho New York Post. Ngay lập tức, bức ảnh đã tạo ra một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ. Trong bài trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình NBC của Mỹ, Abbasi cũng tự bao biện rằng đoàn tàu đã lao đến quá nhanh để anh ta có thể kịp làm bất cứ điều gì và đẩy quả bóng trách nhiệm sang cho New York Post. Nhiệm vụ của tôi là chụp ảnh. Tôi không phải là người quyết định sẽ sử dụng bức hình nào và dùng nó như thế nào. Hơn hết, sau vụ việc tôi cũng thấy một dấu hiệu lạc quan, đó là chúng ta cần cải thiện thực trạng an toàn tại các nhà ga tàu điện ngầm của mình. Mặc dù vậy, câu trả lời trên cũng không khiến dư luận thỏa mãn. Nhiều người bức xúc tại sao bản năng đầu tiên của nhiếp ảnh gia này không phải là cứu người mà lại là chụp hình để bán. Hơn hết, cách xử lý tin của New York Post cũng khiến cả bạn đọc lẫn những người trong nghề thất vọng. Đây không phải là lần đầu tiên báo chí đăng những bức ảnh gây tranh cãi. Năm 2012, một tờ báo Pháp đã nhận giải Pulitzer với bức ảnh trong đó bé gái Afghanistan đang khóc giữa những xác chết đầy máu. Bệnh viện King Edward VII, nơi vợ của Hoàng tử Anh William đang chữa trị vì bị ốm nghén, thừa nhận họ vừa trở thành nạn nhân của một cú điện thoại lừa đảo từ Australia nhằm khai thác thông tin về tình hình sức khỏe của công nương Kate. Bệnh viện tư nhân King Edward VII ở London, Anh hôm qua xác nhận những thông tin trên và bày tỏ rất lấy làm tiếc về sự việc xảy ra vào sáng ngày 3 tháng 12 vừa qua. Đây là một cuộc gọi trời khăm ngu ngốc. Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật thông tin của bệnh nhân và sẽ xem xét lại giao thức điện thoại của bệnh viện. Phát ngôn viên của Hoàng tử và Công nương Anh cho biết cung điện St. James đã được thông báo về cuộc gọi giả mạo trên nhưng sẽ không bình luận gì thêm. Được biết vào sáng hôm 3 tháng 12 vừa qua,
hai phát thanh viên của đài phát thanh Today FM qua điện thoại đã thuyết phục nhân viên bệnh viện rằng họ là thành viên của Hoàng Gia Anh. Họ sau đó được nối máy với y tá riêng của công nhân Kết vào đầu giờ sáng ngày 4 tháng 12 và được cung cấp tình trạng sức khỏe của Kết. Trong một thông báo mới đây, đài Today FM cho hay họ chân thành xin lỗi vì sự bất tiện do vụ việc gây ra. Đài này cho biết thêm, đoạn thu âm được thực hiện với mục đích tốt đẹp và họ vui mừng khi nghe tin Kết đang điều trị tốt và chúc cô ấy mọi điều tốt đẹp. Ngay khi tin tức công nhân Kết mang thai được tiết lộ, nó đã tạo lên một cơn sốt trên các phương tiện thông tin đại chúng khắp thế giới. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.